bị nhắc đeo khẩu trang, một nguyên phó chủ tịch huyện lao vào đánh nhân viên cây xăng. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 24 phút trưa ngày 27 tháng 7 vừa qua tại cây xăng trên km 12, xã Ê Tô, thành phố Buôn Ma Thuột. Thời điểm đó, camera an ninh ghi nhận hình ảnh ông L, nguyên phó chủ tịch huyện Cờ Rông Bắc vào trạm đổ xăng. Trong quá trình này, giữa ông L và nhân viên bơm xăng, anh N có xảy ra tranh cãi. Ông L tỏ ra vô cùng nóng nảy, lao vào đánh N. Thậm chí, ông còn cầm quả sầu riêng ném về phía nam nhân viên khiến anh này bị chảy máu. Sau đó, hai bên có xảy ra xô xát và may mắn có nhân viên khác ở trạm xăng can thiệp. Theo thông tin trên báo VOV, ông Mai Trung Kiên, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Đức Thành Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 28 tháng 7, đơn vị đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng tố cáo ông L, nguyên phó chủ tịch huyện Cờ Rông Bắc, có hành vi đánh nhân viên bán xăng khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Ông Trung Kiên cho hay, thời điểm xảy ra sự việc anh N có phát hiện ông L đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19 chưa đúng cách, không che phần miệng và mũi nên nhắc nhở. Tuy nhiên, ông L lại nổi nóng chửi bới và có những hành vi được ghi lại trong đoạn clip trên. Tối ngày 28 tháng 7, trao đổi với phóng viên, ông L thừa nhận rằng, đúng là có sự việc này. Nhưng ông L nhấn mạnh rằng, khi đến mua xăng thì ông có đội mũ bảo hiểm kín, đeo khẩu trang đàng hoàng đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19. Cũng theo phản hồi của ông L với nguồn trên, ông này nói nhân viên bán 40.000 đồng tiền xăng nhưng chỉ bơm 20.000 đồng. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn có lời qua tiếng lại với nhau. Thời điểm đó ông L có kéo khẩu trang xuống một chút khỏi miệng để nói chuyện. Ông L cho rằng anh N tuy nhỏ tuổi nhưng có lời lẽ hỗn láo với người đã lớn tuổi. Tiếp đó hai bên xảy ra xô xát với nhau. Ông L đã có phản ứng lại rồi ném trái sầu riêng về phía nhân viên cây xăng và bỏ về. Cá nhân ông L cũng thừa nhận với phóng viên là đã có nổi nóng, ứng xử chưa phù hợp. Chú đợi một chút xíu, còn mấy giờ chú chỉ cần giấy tờ mới con mới cho vô được. Giấy tờ gì đây? Bây giờ mày muốn coi giấy tờ gì? Giấy chú đi tao đi làm mà giấy gì? Ở địa bàn này của tao mà mày nói gì vậy? Tổ kiểm soát dịch COVID-19 kiểm tra giấy đi đường, ông Trần Khởi Nghĩa, 57 tuổi, làm việc ở chi cục thuế khu vực Châu Thành, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre không chịu xuất trình, còn nói, tao không đi làm là mày không có lương. Chiều ngày 26 tháng 7, trao đổi với phóng viên thanh niên, ông Dương Văn Phúc, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Bến Tre, cho biết theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thanh Triệu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Trần Khởi Nghĩa, 57 tuổi, làm việc ở chi cục thuế khu vực Châu Thành, thành phố Bến Tre, thuộc cục thuế tỉnh Bến Tre về hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 7, tại chốt cầu Thành Triệu, giáp xã Thành Triệu với xã Tường Đa, huyện Châu Thành, ông Trần Khởi Nghĩa mặc đồng phục ngành thuế, đi xe ô tô qua chốt kiểm soát, thì được chặn lại yêu cầu xuất trình giấy đi đường của cơ quan hoặc của địa phương nơi ông xuất phát để kiểm tra. Tuy nhiên, ông Nghĩa không chấp hành, thậm chí còn nói, tao mà không đi làm là tụi mày không có lương. Sau đó ông Nghĩa trở lại xe ô tô, chạy xe qua chốt. Lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, 21 tháng 7, cũng tại chốt kiểm soát dịch cầu Thành Triệu, ông Trần Khởi Nghĩa tiếp tục không chấp hành trình giấy đi đường để kiểm tra, tiếp tục có những lời lẽ đe dọa chốt kiểm soát. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cũng đã có công văn gửi Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đề nghị tiếp tục xử lý ông Trần Khởi Nghĩa với vai trò là đảng viên, công chức đã vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Còn ăn nữa đâu? Để ba anh xuống báo y tế đi. Không. Những mà hàng cần thiết không cấp thiết vậy. Anh bây giờ anh nói những mà hàng cần thiết đúng không? Đúng. Cái này là tôi vận chuyển hàng đặc biệt cho ngân hàng nha. Không, bây giờ tôi nói tôi biết ngân hàng tiền là cũng không chưa có nhất thiết. Tôi nói anh nè, anh đừng nói câu đó, nếu anh nói câu đó thì tôi taxi tôi nói chuyện với anh. Rồi anh quay lại đi anh. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi một đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô bị yêu cầu quay đầu, không được qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 với lý do không vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Cụ thể, đoạn clip dài gần 5 phút được một tài xế quay lại tại một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Theo nội dung đoạn clip, một nam tài xế đang được cán bộ trực chốt kiểm tra giấy tờ, bao gồm giấy xác nhận công việc, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi hỏi số người, cán bộ công an kiểm tra thêm chứng minh nhân dân và thông báo 3 người trên xe xuống khai báo y tế. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác xanh bất ngờ lao nhanh đến và yêu cầu cán bộ công an mời tài xế quay đầu xe, không được qua chốt với lý do tiền là mặt hàng không cần thiết.
bất ngờ và bức xúc tài xế tranh cãi dữ dội với cán bộ trước mặt và sau đó tấp xe vào lề tiếp tục đối chất. Người đàn ông mặc áo xanh vẫn không thay đổi quyết định và nói thêm, tiền này cũng chưa được cấp phép. Nam tài xế tiếp tục giải thích rằng mình đang đưa tiền về cho ngân hàng theo nhiệm vụ. Nếu yêu cầu quay đầu vì tiền không phải là thiết yếu thì phải có văn bản chỉ đạo. Khi đến chỗ khai báo y tế, một nữ cán bộ khác bước đến và hỏi, nhưng mà hôm qua anh Hoàng chỉ đạo sao? Lúc này tài xế bức xúc đề nghị nếu anh Hoàng, được cho là bí thư huyện ủy Ninh Thuận chỉ đạo không cho xe anh qua chốt thì đề nghị phải làm văn bản rõ ràng. Nữ cán bộ đội nón màu xanh đứng gần lề đường đáp, để gọi anh Hoàng. Nam tài xế cho rằng mình rất tôn trọng nhưng vì có cán bộ tư thù chuyện cũ nên tìm cách cản trở. Sau khi xác định được tài xế làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Ninh Hải và có đầy đủ các giấy tờ liên quan cũng như khai báo y tế đầy đủ, tài xế mới được cho đi. Đoạn clip trên hiện vẫn đang được chia sẻ rầm rộ với nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh việc tiền có phải là hàng hóa thiết yếu hay không. Chiều ngày 23 tháng 7, chúng tôi liên hệ với người đăng clip gốc thì được anh T, D, V, A, sinh năm 1981, quê Ninh Thuận xác nhận đoạn clip trên được anh ghi lại vào sáng cùng ngày tại chốt kiểm soát dịch gần núi Đá Chồng, thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Thời điểm trên, anh A đang trên đường chở tiền để thực hiện giao dịch của ngân hàng Liên Việt Postbank từ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm về huyện Ninh Hải thì bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 chặn lại kiểm tra. Anh A cho biết cán bộ mặc áo xanh yêu cầu anh quay xe là người mà 2 ngày trước bị anh nhắc nhở việc không đeo khẩu trang khi làm việc và bị anh hỏi đã xét nghiệm Covid-19 chưa. Hôm đó, ngày 21 tháng 7, tôi có gọi điện thoại lên số bàn của Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải báo về sự việc này và được anh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện rất tiếp thu. Đến ngày hôm qua, ngày 22 tháng 7, người này cũng cự cãi với tôi khi vào khai báo y tế. Sau đó anh Trịnh Minh Hoàng, bí thư huyện Ninh Hải đang có mặt ở chốt bất ngờ yêu cầu từ giờ không được cho xe tôi qua chốt rồi gọi về cho sếp tôi, anh A kể. Nam tài xế khẳng định rất tôn trọng các cán bộ chống dịch, gia đình anh cũng có nhiều người làm việc nhà nước. Tuy nhiên anh không chấp nhận được việc bị hạch sách vì tư thù. Chia sẻ câu chuyện của mình, anh A mong muốn không còn bị làm khó dễ khi đi làm. Cán bộ trực chốt phải vui vẻ thân thiện với dân. Ngoài ra, anh đề nghị tại chốt kiểm dịch phải đảm bảo giãn cách khi khai báo y tế để người dân có cảm giác an toàn. Chiều ngày 22 tháng 7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một shipper bị hai bảo vệ tổ dân phố liên tiếp đánh vào mặt, nói những tục tiểu, đồng thời đe dọa lăng mã nhiều lần đến shipper này. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một thanh niên mặc áo Grab Bike đang đứng bên cạnh chiếc xe máy còn đang treo bịch đồ ăn liên tục bị hai bảo vệ vây lại chất vấn. Không rõ trước đó cả hai bên đã nói những gì, tuy nhiên nam tài xế công nghệ đang đứng đó thì người đàn ông lớn tuổi đã giơ tay vung cái tát thật mạnh khiến anh này loạng choạng ngã, khẩu trang cũng bung ra. Nam tài xế vội nài nỉ, anh đừng tưởng mặc áo dân phòng rồi muốn làm gì thì làm. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung tuổi khác cũng mặc đồ bảo vệ lại tiến tới giáng thêm một cái tát vào mặt tài xế rồi lên tiếng mắng mỏ. Mày thích sao? Mày muốn sao? Nói mày đàng hoàng mà không nghe. Mày biết chỗ lực lượng người ta đang công tác làm nhiệm vụ không? Lúc này sợ bị đánh tiếp nên thanh niên này đã ôm mặt lùi hẳn ra xa chỗ hai bảo vệ để tránh chứ không hề bật lại. Ngay sau đó, một trong hai bảo vệ còn liên tục chửi bới, tao hốt mày về phường, đã chết mày luôn, nhớ mặt tao nha mày. Thấy hai bảo vệ hung hăng, nam tài xế xe ôm công nghệ chỉ biết im lặng, gọi cho khách hàng giao đồ ăn để hoàn thành đơn hàng trước khi rời đi. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của hai bảo vệ tổ dân phố. Sự việc xảy ra tại chốt phong tỏa khu vực Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, đại diện Ủy ban Nhân dân phường 3 cho hay, khoảng 14 giờ chiều ngày 22 tháng 7, nam shipper tới chốt phong tỏa để giao nhận hàng. Lực lượng làm việc tại chốt đã nhắc nhở người này đổ xe theo quy định. Tuy nhiên, anh này không đồng ý và tranh cãi với lực lượng chức năng. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 3 cho biết clip đăng tải trên mạng xã hội không có cảnh shipper chống đối, yêu cầu bảo vệ dân phố thay quần áo để đánh nhau. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ anh em cũng mệt mỏi và nóng nảy nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Shipper này khi đó còn đòi hành hung bảo vệ dân phố lớn tuổi nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc, đại diện Ủy ban Nhân dân phường 3 nói.
Sau vụ việc, chính quyền sở tại đã yêu cầu hai bảo vệ dân phố liên quan viết tường trình và giao cơ quan công an phường làm rõ sự việc. Phường đã tạm đình chỉ 2 ngày đối với hai bảo vệ dân phố để tiếp tục làm rõ, không đình chỉ lâu hơn vì lúc này các lực lượng đang thiếu người. Phường cũng tìm người quay clip vì khi quay mà cắt đi phần tài xế công nghệ chửi bới bảo vệ dân phố. Ai cũng nóng và có nguyên nhân mới dẫn tới sự việc như vậy. Phóng viên dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3. Chia sẻ trên báo Người Lao Động, ông Trung bày tỏ hy vọng người dân hiểu và thông cảm cho áp lực công việc hiện tại của các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch. Anh em phải bám chốt liên tục để kiểm soát người ra vào khu phong tỏa, bảo vệ sức khỏe cho người dân nên đôi khi rất mệt mỏi. Mong người dân hiểu và tuân thủ đúng yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ, ông nói. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 nói trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, clip được tung lên mạng đã bị cắt bớt đi cảnh tài xế Grab chống đối, cự cãi với lực lượng bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tại chốt. Thậm chí tài xế Grab còn yêu cầu bảo vệ dân phố thay đồ khác đi để đánh nhau. Tôi có xuống trực tiếp trao đổi với hai bảo vệ dân phố trong clip về câu chuyện đó thì được các anh này cho biết khi các anh yêu cầu tài xế Grab để xe theo quy định để giao nhận hàng, tài xế Grab đã không đồng ý và cự cãi lại lực lượng chức năng. Người này sau đó đòi hành hung bảo vệ dân phố lớn tuổi nên mới xảy ra sự việc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 Nguyễn Quốc Trung thông tin trên báo điện tử Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh NKT, tài xế Grab bị hành hung trong clip khẳng định rằng anh không cố tình chống đối, cũng không đòi hành hung hay không tuân theo hướng dẫn phòng chống dịch như thông tin từ bảo vệ dân phố. Khi đó anh đang nhận hàng từ chung cư Miếu Nổi và chỉ nghe yêu cầu không được để xe tại đó. Khi công an phường mời đôi bên lên làm việc, hai bảo vệ dân phố xin lỗi anh vì nóng giận và áp lực tại chốt nên đã hành hung anh. Lúc nãy tôi cũng hơi lắm tấm, do tôi làm bao nhiêu là ngày nay tôi cũng là tức chế, lại phần tôi nói chuyện với anh á, tôi yêu cầu anh mà anh không chấp hành, thật ra tôi cũng hơi nóng, có đá được ai, thì do tôi cũng đổi tôi thôi, tôi xin lỗi anh. Ok, em cũng mong anh cho anh sau xử lý tất cả. Chứ tôi làm giờ chưa bao giờ xử lý gì đó đâu không? Đang làm nó tôi yêu cầu anh xích qua đẩn cho tôi để tôi làm. Tôi đang xuống đó, tôi đang sở đồ ở trên quan về, nặng nhọc luôn. Cũng hiểu, nhưng mà làm thế nào làm các anh phục vụ cho người dân để các anh không thể dùng tay, tay, chân được đánh được. Tôi đảm bảo với anh sau sự việc này tôi sẽ rút lại kinh nghiệm. Em đi mua đồ, đồ gì? Đi mua đồ. Đồ gì? Đây, đồ trên xe đây. Đồ đây không cần thiết. Ủa, đồ đây là không phải thiết yếu. Đây là em đi mua đồ chứ không đồ phải. Đồ đây không phải là sai gì hết. Đồ đây không phải là thiết yếu. Tôi yêu cầu ông đi ra đường, ông làm gì phải tính đáng. Cái này là không phải thiết yếu. Ông mua đồ không phải thiết yếu. Cái đây em đi mua ông đồ. Ông mua đồ ăn mà thiết yếu gì? Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì? Mới đây, sự việc nam thanh niên tại Khánh Hòa bị xử phạt vì đi mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu hiện vẫn đang được nhiều dư luận quan tâm. Theo đó, ngày 18 tháng 7, anh Trần Văn Em giải thích lý do ra đường để mua bánh mì. Mặc dù có giấy tờ xác nhận đi lại, cán bộ kiểm soát chốt chặn không đồng tình vì cho rằng bánh mì không phải là đồ thiết yếu. Kết thúc vụ việc, anh Em được trả lại xe máy và số tiền phạt 1,5 triệu đồng. Liên hệ với nam thanh niên trong câu chuyện trên, anh Trần Văn Em, 24 tuổi, đã có những chia sẻ riêng với chúng tôi sau khi vụ việc được giải quyết. Anh Em hiện đang là công nhân làm việc trong công trường của một dự án du lịch ở phía bắc thành phố Nha Trang thuộc phường Vĩnh Hòa. Anh Em cho biết bản thân anh chấp nhận với phương án xử phạt mà phía chủ tịch phường đưa ra. Tuy nhiên anh vẫn khá bức xúc với cách giải thích của cán bộ phường. Bánh mì nó là đồ ăn hàng ngày mà. Mình chỉ dám xin ra ngoài và mua ăn tạm cho đỡ đói vì lúc đó đang đi làm. Hơn nữa anh cán bộ xử phạt mình không có đeo bản tên, còn chỉ trỏ và đòi đánh mình. Anh đòi giam xe mình lại. Chỉ đến khi phía chủ tịch tỉnh gọi điện xuống thì mình mới được trả lại xe. Anh Em nói thêm ban đầu anh được gọi về trụ sở làm việc, nộp phạt 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi có chỉ đạo từ phía chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xuống thì hình phạt đã được giảm nhẹ. Anh được gọi lên phường lần 2 để nhận lại số tiền trên và ký cam kết tuân thủ quy định phòng dịch. Khi vụ việc xảy ra, anh Em tiết lộ thêm rằng hiện anh đã bị công ty xây dựng cho thôi việc không lý do ngay. Anh đang được một số nhà hảo tâm giúp đỡ đi tìm công việc mới. Anh quản lý cho mình thêm 30 ngày để đi tìm việc nhưng phía công ty không đồng ý. Mình được một số anh chị giúp đỡ, người ta bảo xin cho đi chở xe gạo. Ngày mai mình đến làm rồi thử việc luôn. Cũng ngay trong chiều ngày 19 tháng 7, thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa cho biết đoạn clip này được quay ngày 18 tháng 7 do ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường, quay lại để làm bằng chứng. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu phường Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại hành vi của ông Trần Lê Hữu Thọ, đồng thời chỉ đạo chủ tịch các phường trong thành phố kiểm tra nhắc nhở hành vi ứng xử và hướng dẫn người dân chấp hành tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa cho biết, tạm thời không phân công ông Thọ chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Ông Thọ phải làm giải trình để kiểm điểm và xin lỗi người bị xử lý vì đã có thái độ, hành vi không đúng mực. Khép lại để phòng chống dịch, vấn đề là nhận được cái sai, nghiêm túc khắc phục. Ông Thọ phải viết giải trình, kiểm điểm, xin lỗi người dân vì nhận thức về chỉ thị 16 chưa đầy đủ và thái độ chưa chuẩn mực. Xin lỗi toàn dân và cá nhân anh kia, bà Nguyễn Thị Hà cho biết. Hiện nay, phường Vĩnh Hòa đã có 4 ca dương tính SARS-CoV-2, 4 khu vực đang phong tỏa tạm thời. Đồng thời, phải lấy mẫu để xét nghiệm toàn dân nên phường đang tập trung cho công việc phòng chống dịch.